Vào cuối giờ chiều nay, Bộ Công an đã thông báo với các cơ quan thông tấn báo chí về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm 2012, cũng như là những mục tiêu nhiệm vụ của toàn ngành năm 2013. Trong năm 2012, lực lượng công an nhân dân đã bám sát các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành địa phương, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm. Các nhà báo đã đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo bộ và các tổng cục về những vụ việc có liên quan đến công tác điều tra, công tác giữ gìn trật tự giao thông và an toàn xã hội. Thay mặt lực lượng, đồng chí Thứ trưởng đã trả lời và hứa sẽ làm rõ những vấn đề liên quan đến ngành đang được dư luận quan tâm. Đồng chí cũng thông báo những mục tiêu đã đề ra mà toàn ngành phải thực hiện trong năm 2013. Trong bất cứ mọi tình huống là phải đảm bảo giữ được ổn định tình hình, không để các cái diễn biến phức tạp về an ninh trật tự xảy ra. Đấy là mục tiêu chung, phải đảm bảo an ninh chủ động. An ninh chủ động tức là gì? Tức là phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để xảy ra mới đối phó. Vẫn tiếp tục đặt ra cái mục tiêu là phải kiềm chế, giảm tội phạm và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đi. Thì chúng tôi tiếp tục thực hiện đấy, cuộc vận động kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả. Đấy, xin báo cáo như này, kỷ cương là làm việc phải có kỷ cương, trách nhiệm làm việc có, và hiệu quả là lấy hiệu quả công tác để đánh giá. Đánh là thước đo đánh giá và nhìn nhận một đồng chí cán bộ tốt hay không tốt.